Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của An Cường. Smart Home ngày càng trở nên phổ biến và nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Tại Việt Nam, An Cường đang là đối tác phân phối Smart Home cho Schneider Electric, một thương hiệu đến từ Pháp, thuộc top 500 công ty lớn nhất toàn cầu. Hôm nay, xin mời các bạn đến tham quan và trải nghiệm giải pháp Smart Home tại showroom của An Cường nhé. Ngay tại cửa căn hộ là khóa điện tử Immundex, một thương hiệu đến từ Đức. Thông thường các bạn có thể mở khóa điện tử bằng vân tay, mã số và thẻ từ. Nhưng hôm nay xin sẽ giới thiệu đến các bạn một cách mở khóa mới, đó là bằng app nhà thông minh trên điện thoại của các bạn nhé. Với hệ thống nhà thông minh, khi trở về nhà, bạn chỉ cần ấn vào phím kịch bản Welcome trên app Smart Home. Lúc đó, đèn sẽ sáng lên, rèm cửa sẽ mở ra và máy lạnh được cài đặt ở nhiệt độ mà bạn ưa thích. Ngoài việc điều khiển theo kịch bản được cài đặt sẵn, bạn cũng có thể điều khiển riêng lẻ từng thiết bị trong nhà như đèn, rèm cửa, TV, máy lạnh và cả hệ thống tưới cây nữa. Khi đến với showroom An Cường, các bạn có thể trải nghiệm điều khiển hệ thống Smart Home bằng giọng nói nữa. Chúng ta cùng thử nhé. Ok Google, close living room curtain. Ok Google, open door lock. Got it, opening door lock. Ok Google, play You Are My Sunshine. You Are My Sunshine by Jasmine Thompson, sure. Playing on Spotify. Bên cạnh sự tiện lợi, Smart Home giúp bạn tăng cường an ninh cho căn nhà thông qua các cảm biến giám sát cửa và giám sát chuyển động. Smart Home còn giúp bạn dễ dàng chăm sóc những người thân yêu của mình với cảm biến giám sát nhiệt độ và độ ẩm trong phòng ngủ, đặc biệt là phòng ngủ trẻ nhỏ và người già. Ngoài hệ thống Smart Home, An Cường còn cung cấp thêm các sản phẩm bổ trợ, ví dụ như chiếc gương thông minh Smart Mirror. Ngoài việc soi gương, Smart Mirror còn có rất nhiều tính năng khác như một chiếc máy tính bảng của các bạn. Hiện tại, An Cường đã triển khai giải pháp Smart Home trên hệ thống showroom trên cả nước. Mời các bạn đến tham quan và trải nghiệm cùng chúng tôi. Nếu các bạn thích video này, hãy bấm like, share và subscribe kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.